mít ra rồi cho dạ cào ra nhân ra cào ra. À, dạ có rồi. Tí nữa em lấy cho cái xoang. Cái này kể cả là răng mũi thế mới đầu thì cũng phải hỗ trợ bằng tay một xíu, tại vì lúc đấy là nó còn bết vào nhau đấy. Sau thì nó rời rời thì nó đảo tự đảo được. Cái chỉ cần xào qua đi mà, thôi còn chín quá mà. Đúng rồi, cái này xào vừa. Xào vừa, cái ngọt nữa. Chín phải đều, chín cái này, cái miếng chín sống, nó hư, nó núi. Đúng rồi.